Xin mời cả lớp cùng đọc bài kinh chỉ thị. Sakke kāmai charu te jivisitaratate chantalikhe vimane vipe rate chayame taruvarayane yehavatam kette Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô tham ma giá Nam mô sang kha giá Tập thể học viên lớp phi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp pháp sinh thì nhân lành gây dựng các lớp học sự giảng dạy vi diệu pháp sẽ mang lại quả sức khỏe và sự an vui cùng mọi thành tựu viên mãn cho thầy Hoàng Đạo. Ban tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt của mỗi buổi và thần học pháp nghiêm túc tha thứ kiên trì của các thiền hữu trong rừng để duy trì lớp học. Cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc vừa thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả chúng ta. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật 31 tháng 1 năm 2021 là buổi học thứ 109 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Lần trước đã học xong phần lộ niết bàn, đặc biệt phần 2, hết phần 2 của lộ niết bàn phản kháng chi thiện. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong. Kính mời thầy Hoàng Hỷ lên lớp. Xin chúc cho tất cả các bạn hữu có được một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Thầy. Rồi, thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học ha. Nhưng mà hôm nay có cái một số vấn đề. Thứ nhất là học lại cái lộ lộ tâm đặc biệt đó, lộ niết bàn đặc biệt. Vừa rồi học cũng còn nhiều cái sơ sót, chúng ta phải làm lại cho đúng đại quan. Trong sách nhiều cái nó ghi cũng có những cái mà cần phải hiểu đính lại cho đúng. Cũng là có sơ xuất, mình không có coi kỹ, có những cái sơ xuất trong này mình học lại cho kỹ là ha. Và thứ nhất, thứ hai là hôm nay mình có một cái vài câu hỏi đố vui có thưởng. Tức là sau khi học xong có vài câu hỏi đố vui có thưởng, quý vị chuẩn bị tâm lý lên cho cái không khí của mùa xuân sắp tới. Chúng ta có vài câu hỏi đố vui có thưởng. Thử tiếng dịch. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ toàn bảo tấm tắc. Arang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavaṃ Taṃ Abhidhammi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassami Suttapanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhammatulaṃ Sacchattaṃ Makkhanuttamaṃ Abhivadayappasissaṃ Abhidhammassaṅghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Ma Giác, Nam mô Sa Giác. Rồi, hôm nay chương trình mình cũng bình thường ha, là đọc Pali trước. Sau đó học bài cũ, bài từ rồi, ôm vào học lại, học kỹ lại ha. Rồi, đoạn phần 3 là có những câu hỏi, hỏi đó vui. Rồi, quý vị chuẩn bị tinh thần nha. Học dịch hốt mới về làm thịt kho học dịch Tết. Rồi, Long Kiều post bài lên, mời tất cả quý vị quan hỷ lên tham gia đọc ha. Xin chào thầy, xin chào cả lớp, tất cả xin học bài.
Mano gore quy thí chích tắc bao quát tí na yô tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đa đò rê ba ná giá đi quý phù ta ma làm ba năng à bà tham à gác cha tí ta tổ ba răng hóa hoàng giá cha lá ná mano đò ra vách cha ná giá cha quá na quá xà nề ta đà ram ma ná bà cà ní bá quát tàn tí ta tô ba răng ta hoàng gia bà tô a quý thù tề ba nà làm ba nề giá quá nà quá xà nề ta hoàng gia bà tô quá hồ tí nát thí ta đà làm ba nước bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường thì tâm quả đăng ký khởi phát thi chập phá quan giá vào ý môn hướng tâm và chá quá lá chấm dứt, sau đó chuyển biến vào phá quan giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chuyển biến vào phá quan giá sau khi luồng chá quá lá chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng khởi sanh. Quýt thí chích ta ní tì nề quá chích tấp bà đà đa xề ní ta quýt thà rê ná bá nét thá thê thê ca chắc lì xá ní phà quá về a di giá mát thá bá ý bá ý tá chá quá ná quà rô ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy, để được giải thích rằng vào chi tiết có bộ tâm đầy diễn tiến của chế quan ná phụ. Kính chào thầy, xin chào các lớp. Ở phút sinh đọc tiếp đồng một. Appana vi thi citta pavattina yo tiến trình tâm an chỉ. Appana chavana vare pana vi pu ta vi phu ta phê đồ lá tí ta thà ta đà làm ba nấp pa đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chavana, appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký nà cảnh. Tất thá hi nhà na sầm bá dứt tá cà mà quá cá lá cá quá nà nằng ách thá nằng anh nhát tá rát nình bá rít cầm mú bá chà rà nú lồ má quất ra phù nà mê ná chá tút khá tùm tít khá tùm mê quá và chất thà ca mầm úp bá chít tòa ní rút thề tá đá nành tá rá mê quá chất thà ra hào chá tút bành cha mầm và chấp thì xá tí má hát gấp tá lồ quất tá rá cháo quá nề xú dắt thà phình nì thà rá quá xề ná dặm kính chí cháo quá nào ấp ba nà quỳ chi mồ tá rá tí tá tổ ba rằng ấp ba nà quá xà nề ba hoàng rá ba tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháo quá nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như tập tâm chuẩn bị, tâm mát, cận hành, bú mát, cha rác, với anulo mát và chuyển tánh, đồ các phù. Tức khắc sau khi những tập tâm này chấm dứt, trong tập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cháo quá ná nào trong 26 lượt tâm cao thượng, thiền và siêu thế, nhập vào tiến trình thiền
tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Tôi cũng đã đọc xong đầu một, xin mời bạn kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính chào thầy Kinh, kính chào tất cả học viên trong lớp. Dạ, con xin đọc bài ạ. Tathasomanasasahagatachawana nantarang panapisomanasasahagata patikankitap ba upekhasahagata nantarang upekhasahagata watathapikusalachawana nantarang Kusala chawa nang che wa het thim da pha lat ta yam ap te ti Kriya chawa na nang ta rang Kriya chawa nang arahat ta pha lam che te ti. Ở đây, tức khắc theo sau một chawa na với thọ hỷ, một chawa na ap ta na xa định hỷ ắt sẽ khởi phát sanh với thọ. Một cha quá ná ấp ta nà liên hợp với thọ xả ắt phát. Ở đây cũng vậy, cha quá ná ấp ta nà thiện sẽ nói tiếp theo sau một cha quá và trong năm mà tóc tí sẽ ba quả thấp khởi phát. Sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả a la hán nói tiếp. Nhằng hà đoà đá sổ bách khá cà ba rằng Sú khi ta khí áp thá chá sầm bách khá cà. Sa tâm thiện có ba nhân ký hệ chức cá 34 thiện sắc tổng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã 12 loại một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm 1 thiền sắc cộng 4 thiền ngô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. U thu na na kha nằng kà ma buồn nhẹ tí hề tu ga tổ vĩ ta ga ga nằng à ai ya me tha ma mô đòa về vì thi chít tắp ta quát tí na dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả ấp ta na phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị còn tham ái là 6 tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ con đã đọc xong nhà, cảm ơn thầy Kim. Cảm ơn các bạn nghe, cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Hình như con có giựt mic của Đông Triều phải không ạ? Vậy mời Đông Triều ha. Tại vì hình như là có giựt mic. Dạ thôi để con đọc luôn ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh, kính chào thầy Kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Mano đòa rề quỳ thi chít táp ba qua tina yo, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa rề ba na ya di quy phù ta mà làm ba à bà thầm ách chất tít ta tổ pha quần ga cha la na mano đòa ra quách cha na cha wa na wa sa nề ta đà rầm mana bà cà ni ba quát ti ta tổ ba rằng pha quần ga bà tổ phù tề ba nà làm ba nề cha wa nà wa sa nề pha quần ga bồ wa hồ ti na ti ta đà làm ba nốt bà đồ ti
Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quang gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quang gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến và phá quang gá, sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thi chít tà ni tì nề quá chít túc bà đà đa sề ri tà quý thà rề na ba nét thề ca chất tà lì sa quý phà quá dề Ayametabaritachawanarwaro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Trá Quá Ná Phụ. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Đông Triều đã bốt bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, trước tiên con xin kính lễ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính chào thầy và kính cả các anh chị em trong lớp. Dạ, hôm nay cái chỗ sớm của Phúng nó hơi ồn, nó ca nhạc lung tung nên là xin là con thông cảm. Appana vichittabhavati na yo, tiến trình tâm an chỉ. Appana chavana hòa rê ba vi bù ta bề đồ na thi ta đà ta ta thà ta đà làm ba nước và chá. Trong phương cách diễn tiến của chavana, appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh tắt tay nhà na sam ba yut ta ka ma va cha ra cha va na na at ta na an nya ta ra min pa ri kam mu ba cha ra nu lo ma lo ra pho na me na cha ta ka tung ti ka tu me va va ya tha ka mang up bách chích tòa ni rút đề ta đa nàng ta ra mẹ quá gia thà ra hằng cha tốt thằng bằng cha mạng và cha bị sa tế ma ha ba quốc ta ra cha va nề su gia thà bi nì hà ra va sề na dằn kình chi cha va nàng ấp ba nà vì thi mộ ta ra tí ta tổ ba rằng áp ba nà qua xà mề ha qua ga và tổ qua hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá va ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần, tâm chuẩn bị ba cầm má cẩn upachara thuận thứ, unulo má và chuyển tánh gotrafu, tức khác sau khi những chập tâm này chấm dứt. Trong chập thứ tư, 2 thứ 5 trường hợp, bất luận tâm 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, trì hợp theo sự cố, trì thượng theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, Vốn đã đọc xong ạ, Vốn xin xuống mít. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong lớp đã hỗ trợ.
Alo, dạ con kính chào thầy, kinh con xin đọc bài. Mano dore vidhi bhavati nayo. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano dore banayadi vipu tama lam bana abatham agacchati tato vada sawan gacchalana mano dore vat chana chavana vasane tadaram manapaka nipavati tato balang awan yapa to avifu te pana pane wana wasane awan yapa to te nati tadaram manapaka to. Trong ý môn thì một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này trong quả đăng ký và giá sao động. Ý một không tâm nhất đó thì biến vào phá quân giá. Trong đối tượng tối có sinh vào phá quân giá. Sao tâm nhất mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Bích thí chích tà ni tì nè quá chích tức bà đà đá xê lý tà. Bích thàn rê nam ba nét thề ca chách ta li sa quý và qua về ata ba đức ta cha qua na qua vòng ba phương cách là 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng và chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha qua na phụ. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ tiếp theo xin mời chị diễn nha. Dạ, kính mời chị. Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha Di Đà. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Dạ con xin thầy kinh, dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Hồng Mai, con cảm ơn cô Nhung đã cho con biết tín hiệu ạ. Appana vi thi citta vattina yo. Tiến trình tâm an chỉ. Appana javana vare pana vi phù ta vi phù ta phê đồ nát thi ta thà ta đà lầm panupa đồ chá. Trong phương cách tiếng của javana appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát thát hi nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra cha wa na nang a tha nang an nya ta smin pari kam mu pa cha ra nu lo ma go fu a me na cha tu kha tum ti kha tu me wa wa ya tha ka mang u pa chi toa ni ru the ta da nan ta ra me wa ya tha ra hang cha tốt thằng bằng cha mạng quà cha bì sa tí ma hắc gá tá lộ cốt ta ra cha quanh nệ su giá thào phi nì hà ra quá xê na dần kình chi cha quanh nặng áp ba nà quỳ thi mù ta ra tí ta tù ba rằng áp ba nà quá xà nề phá hoành gá bà tù quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cháu quá nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến, khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma, cận hành, upachara, thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, gotrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4 hay thứ 5, tùy trường hợp, bất luận tâm tráo quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ thưa con đã đọc xong mà. Dạ điều đã bố bà, dạ, con xin phép được xuống mít, con kính dừng mít lại cho lớp ạ.
Rồi, xa hơn, xa hơn. Rồi, xong hết ha không? Rồi. Giờ mình học lại cái chương đề lộ Niết Bàn đặc biệt. Gì? Ai à, thầy ơi, là sao? Muốn gì? Câu hỏi không? Ok, lại đi. Dạ, con kính thưa thầy, thưa cả lớp. Thầy ơi, trong cái bài mà mình đọc có cái con chưa được rõ lắm. Là ở cái có trong cái đoạn mà bốt bài lên có cái ghi là 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc, 28 thiện siêu thế. Thì con chưa hiểu cái 28 thiện siêu thế này là gì. Rồi trong cái phần mà 12 loại có một ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc và 7 ngũ thiền siêu thế, thì con chưa hiểu cái 7 ngũ thiền siêu thế là cái gì ạ? Thỉnh thầy giải thích giúp. Là 28 thiện siêu thế và 7 ngũ thiền siêu thế, dạ con chưa hiểu hai cái cụm từ này ạ. Dạ con kính tri ân thầy. Rồi cái đó thông qua đi. Để tính sao cái đó về bản nguyên bản nguyên văn Bali ha. Giờ mình học trước đi. Rồi giờ thông qua đi nha, để cái đó tính sao đi, cái đó coi lại đi, cái đó bản của ta. B rồi học và B lộ Niết Bàn đặc biệt. Có bốn, nó cũng giống như kỳ trước ha, lộ Niết Bàn liên thiền, lộ Niết Bàn liên phản kháng, lộ Niết Bàn liên thông, lộ Niết Bàn chí mạng. À, bỏ bốn cái đó lên lại triều. Được chưa? Rồi giờ mình xuống số 1, lộ Niết Bàn liên thiền. Số 1. Rồi đúng là lộ Niết Bàn liên thiền. Cha na sa ma nan ta ra quỳ thí. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. A la hán an trú vào định. A la hán an trú vào định, tức là nhập vô lộ Niết Bàn liên thiền thì vị A la hán trước tiên phải an trú vào định, nhập vô nhập định trước ha, rồi gạch đầu dòng cái tiếp. Tịnh chỉ các khổ thọ nơi thân, tịnh chỉ các khổ thọ nơi thân là quả dư sót nghiệp quá khứ. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Tịnh chỉ các khổ thọ chỉ có với cõi người, tịnh chỉ các khổ thọ chỉ có với cõi người xuống dòng. Chư thiên dục giới phạm thiên không có vì sắc tế, chư thiên dục giới phạm thiên mà không có vì sắc tế. À, dòng xuất nhập các tầng thiên, xuất nhập các tầng thiên. Đến lộ cận tử, xuống dòng gạch đầu dòng tiếp mà, đến lộ cận tử cũng nhập các tầng thiền theo ý muốn. Xuống dòng gạch đầu dòng, đến lộ cận tử cũng nhập các tầng thiền theo ý muốn. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng tiếp. Xuất thiền phải nhập Niết Bàn
viên tịch, có hộ kiếp hay không hộ kiếp. Những dòng là dòng xuất thiền, thì cái theo Triệu nó ghi cho là lát là nói lại giờ nè, xuất thiền phải nhập niết bàn, phải viên tịch, hộ kiếp hay không hộ kiếp. Xuất thiền phải nhập niết bàn, phải viên tịch, có hộ kiếp hay không có hộ kiếp. Rồi, đó là một số cái vấn đề mà chúng ta cần phải nêu cho nó ràng là ha. Chứ không tính cái vụ là ngộ nhập niết bàn này mình tính lướt qua thôi, nhưng mà thôi đi sâu lại ha, chính xác hơn. Rồi khi mà một vị A La Hán muốn nhập lộ niết bàn liên thiền, vì nó phải an trú vào định trước ha, là tinh chỉ khổ thọ thân, là cái những cái quả mà quả khổ ghi sót do nghiệp quá khứ. Chẳng hạn như những vị mà ta bị những cái bệnh nặng mà trước khi nhập niết bàn ta phải nhập vô tình chỉ về định, an trú vào định cho nó không còn bị ảnh hưởng bởi cái khổ thọ, bởi cái thân thọ khổ nữa. Ngay cả như Đức Phật bị kiết lỵ, cuối cùng cuộc đời ngài cũng nhập niết, trước khi nhập niết bàn ngài cũng phải an trú vào những tầng tiền, an trú vào định và tình chỉ hết tất cả những cái sự khổ của thân. Đó, và chúng ta biết là khi mà tịnh chỉ cái sự khổ thọ này đó, thì chỉ có ở với cõi người thôi nha, những cái cõi trời mà không có, bởi vì chư phạm thiên và dục giới sắc giới là ta quá sanh, cho nên sắc họ tế không có như cái cõi người mình. Cõi người mình sắc thô, có cái thân tướng, có da thịt xương này, là có những cái thô tướng là nó khổ. Cho nên phải cần phải tịnh chỉ khổ thọ. Nếu những người nào mà trước khi nhập được bàn thân họ có bị bệnh nặng như là thì họ phải nhập vào cái thiền này. Còn chư thiên, nhớ là chư thiên dục giới hay phạm thiên gì đó thì họ không có cần cái này, bởi vì họ thuộc về sắc tế, họ rất sắc, rất là vị tế, không có thô thiển. Nhưng mà họ nhập xong vào những cái thiền tịnh chỉ vào những cái thiền này, xuất ra, xuất nhập các tầng tiền, xuất rồi nhập các tầng tiền, cho nó liên tục nha, liên thiền mà, nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, họ đi tới luôn nhập liên tục, xuất nhập các tầng tiền. Rồi khi mà đến lúc mà cận tử, thì cũng nhập các tầng tiền, theo ý muốn của mình, muốn nhập thiền nào họ nhập thôi ha. Được chứ, những vị A-la-hán ta muốn được chứ, nhập vô diệt thọ tướng định luôn, không còn tâm luôn còn được. Đó, rồi. Thì đến lâu cận tử thì họ nhập vô các tầng thiền, theo ý muốn, rồi xuất thiền nhập niết bàn. Khi nhập vô các tầng thiền lộ cận tử, xuất thiền nhập niết bàn rồi viên tịch, lúc đó có hộ kiếp hay là không có hộ kiếp. Thì bắt đầu tới cái giai đoạn này là nó có nhiều sách nó làm cho chúng ta cần phiêu lộn xộn tùm lum ha. Giờ mình xuống mình sẽ ghi tiếp rồi mình sẽ phân tích cái chỗ này lại cho nó đàng hoàng ha. Rồi cái lộ mà nhập niết bàn liên thiền đó, thì mình ghi là có hai lộ. Là dòng lộ thứ nhất, lộ 1, 2 chấm. Được chưa? Quý vị chắc kiểm vậy, alo, lộ thứ nhất. Rồi, tâm thiền bất định số. Tâm thiền bất định số. Chấm 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 chấm. Phải hậu kiếp, phải tử, gạch chéo qua cái Parinibbana. Parinibbana cái chữ tắt Parinibbana. Parinibbana mình ghi chữ là mình tắt liền. Parinibbana là gạch tới tử, gạch chéo cái Parinibbana.
Rồi đúng rồi, đó là một ha. Rồi giờ ghi, cứ ghi tiếp rồi bắt đầu giảng sang ha. Người độn căn hai chấm. Người độn căn. Hộ kiếp. Thì hát ha, hộ kiếp. Rồi, hộ kiếp rung động. Chữ R. Hộ kiếp dứt dòng. Chữ D. Kháng y môn. Kháng y môn. Chữ K với chữ Y. Kháng y môn. Rồi, chuẩn bị. Ghi cái chữ chuẩn bị này in ra. Ghi chữ chuẩn bị rõ rõ ra luôn. Chuẩn bị. Tại vì nó là người động căn, thành ra cần phải có sát na chuẩn bị. Thì cái chuẩn bị bự ra. Rồi, đúng rồi, là chuẩn bị. Rồi, tiếp đó là cận hành. Chữ CH, cận hành. Thuận thứ. Bỏ bực. Thiền bất định số, thiền ghi chữ thiền bự lên, thiền rồi bất số BDS chấm 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 chấm, thiền định số. Rồi hộ kiếp, tử gạch chéo Parinibbana, BNB GNB, tử gạch chéo Parinibbana. Rồi bây giờ mình lấy lộ một, mình làm lại cho nó chính xác ha. Thì lộ thứ nhất mình cho người ta cho mình biết là với người độn căn thì cái sự diễn tiến của cái dòng tâm thức của lộ nhập liên thiền này đó là hộ kiếp, hộ kiếp rung động, kháng môn, hộ kiếp rung động, hộ kiếp biết dòng, kháng ý môn, chuẩn bị có sắc la trị ha, cận hành, thuận thứ, thiền bất định số, tức là nhập liên tục thiền á, bất định số, rồi có hộ kiếp xen vô, hộ kiếp, rồi tử, rồi Parinibbana. Thì cái chỗ này nè, cái nữa gì, có một số sách ghi có những cái mà không biết là theo ý của gì như thế nào ha. Thì khi mà có sổ sách là bỏ cái chữ tử ra đi, nó không ghi, tức là hậu kiếp rồi Parinibbana là viên tịch niết bàn, có chỗ thì hậu là niết bàn luôn. Thì cái vấn đề này nó làm cho chúng có thể bị dễ bị lộn xộn ha. Bởi vì khi mà tới hậu kiếp rồi qua cái sát na tử, nếu sát na tử có số sách nó ghi là tâm viên tịch. À, tâm viên tịch tức là tâm viên tịch là viên mà chết một cách viên mãn, là viên tịch là chết hoàn toàn chấm dứt là Parinibbana. Thì cái sát na tử này á, theo chúng tôi mình phải nên hiểu là cái sát na tử nó vẫn là tâm. Bởi vì có phải như vậy không? Nó phải vẫn là tâm tử không? Sát na tử có phải là tâm tử không? Đúng rồi ha, sắc na tử có tâm tử, mà tâm tử là thường hay vô thường? Tâm tử là thường hay vô thường? Là vô thường. Rồi ok, vô thường. Vậy bây giờ mình bỏ cái sắc na tâm tử này, mình thế bằng cái chữ là Parinibbana thì có hợp lý hay không? Theo cái gì có hợp lý không? Là viên tịch niết bàn, viên tịch, viên là tròn, tịch là viên, tịch là chết một cách tròn mãn, niết bàn là tịch diệt luôn, là xong luôn. Thì như vậy có một số sách người ta cho rằng là tới đây hậu kiếp là Parinibbana, tức là hậu kiếp Parinibbana là xong, hoặc là hậu kiếp niết bàn là xong, hoặc là có số ta dùng là hậu kiếp rồi tâm viên tịch. Thì như vậy theo chúng ta thấy chỗ này nó
có những cái lủng củng ha, một chút xíu cái vấn đề này nó gây cho chúng ta có những cái sự mà rất là xáo trộn, rất là nguy hiểm cái chỗ này. Bởi vì không khéo chúng ta sẽ bị lộn tùm lum tà la cái chỗ này. Chính cái sát na tâm tử này nó vẫn là có ba sát na tiểu là sanh, trụ và diệt, đúng không? Nó tâm tử nó vẫn có ba sát na tiểu là sanh, trụ, việt, sanh, trụ, diệt, đúng không? Đúng không? Quý vị công nhận cái này không? Nhưng mà giờ nếu mình bỏ cái sát na tử này, hoặc là mình cho sát na tử này là viên tịch, tâm viên tịch, thì nó có hợp lý hay không? Không biết theo quý vị nó có hợp lý. Nếu cho nó là tâm viên tịch, là tâm chết một cách viên mãn là niết bàn. Đó, thì bây giờ cái vấn đề này không, mình phải lên là một là mình phải ghi ra là tử rồi viên tịch, tử rồi parinibbana là viên tịch hoàn toàn chấm dứt ha, là một cách. Hai là mình ghi theo sách thì nó ghi rằng là hộ kiếp rồi parinibbana là viên tịch, thì má này mình phải ghi chú ra, mình phải ghi chú ra thêm là đây là nó là tử. Chứ mình không ghi chú thì mình hiểu là tới hộ kiếp xong cái nhập cái bàn luôn thì nó hơi nó trật ha, nó trật. Thành ra thôi bây giờ mình sẽ quyết định một cái cho nó thống nhất đi, từ cái bài này hết cái bài, trọn bộ cái bài thiền nhập cái bàn đặc biệt á, bây giờ mình sẽ cho cái sắc là tử vô cho rõ ràng đi, quý vị đồng ý không? Tức là bây giờ thiền bất định số hộ kiếp tử chéo cái là sao, giờ chéo cái xong rồi parinibbana, thì quý vị đồng ý cái cách này, cách này thì mình giữ theo cách này cho nó hợp lý hơn. Còn nếu theo sách thì người ta bỏ cái chữ tử đó, nó không tính sắc na tử đó, thì thấy nó hơi bị gì sao, tôi đọc hoài mình không biết mình suy nghĩ cách nào cho bây giờ bắt buộc mình phải đề cho nó rõ, tại vì nó mặc dù một sắc na thôi nhưng nó cũng gây cái sự mà lộn xộn trong này ha. Vậy giờ mình đề tử là parinibbana là xong ha, là ok ha, quý vị đồng ý, cho đồng ý thống nhất thì mình cho cái bông này, cho bông lên hết để mình chuẩn bị mình thay đổi luôn cái chỗ này chút xíu, chỗ cái này đúng rồi parinibbana là không phải là tâm, nhưng là đã xong rồi ha, mà không thể để là tâm được ha. Thành ra giờ mình thống nhất, mình đồng ý ha, mình đổi rồi ha. Rồi bây giờ như vậy là mình xác định rằng là cái lộ tâm cuối cùng của người nhập niết bàn liên thiền á là thiền bất định số hậu kiếp tử, gạch chéo một cái rồi bánh niết bàn á, thì đo lên lợi cái cho nó rõ ràng ràng, ghi nguyên cái câu, nguyên cái người động căn lợi ha, cho nó rõ ràng ha. Bỏ lên lại đều. Alo, alo, còn nghe không? Alo. Đâu là điều nó mất tiêu rồi. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ theo cái cách này ha, chuẩn hậu kiếp đúng động dứt dòng thế môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thiền bất định số hậu kiếp tử parinibbana, đồng ý hay không? Rồi là trên tâm có ý kiến lên cho biết này, mọi người có ý kiến gì đó muốn là con kính chào thầy kinh, con kính chào cả lớp. Thưa thầy, thì như thầy nói đó là trong sách có ghi là
là khi mà hộ kiếp từ thiền bất định số và hộ kiếp và tử là hộ kiếp niết bàn luôn. Thì khi mà niết bàn luôn á, thì ý con nói là sách, nếu mà sách có nói và thầy nói nếu mà như vậy á, thì nếu là tử là nó là cái nó là vô thường, thì nó thấy giống như không có hợp lý nếu mà tử giống như là niết bàn. Ý con muốn nói là thầy có thể ghi chú á, để cho tụi con có để ghi chú trong sách học gì sao á, là ý cái này thì mình là đồng ý theo cái tử và nó đi niết bàn, nhưng mà xin thầy có thể nói là đồng chiều á, có nói là trong sách á, thì nó có cái hệ thống thì nó đi tử là bao nhiêu hậu kiếp và niết bàn luôn. Thì để như vậy đó thì nữa chúng con học á, chúng con có cái sự ghi chú để hiểu về giữa sách và cái mình cái sự bàn luận với nhau, để mình có cái lưu để mình coi mình học hỏi gì sao. Ý là con muốn nói như vậy, không biết có được không thầy. Con xin xuống mic rồi. Rồi, xa thứ. Rồi, như vậy mình có thể ghi chú thêm cái phần đó. Thì mình ghi là trong một số sách ta cho rằng là hộ kiếp, rồi Parinibbana. Có sách thì ghi là hộ kiếp rồi niết bàn. Hộ kiếp niết bàn, đó hai vấn đề đó. Thì giờ mình ghi chú thêm một chút xíu vậy, để mình xác định lại được là mình có chỉnh chút xíu chỗ này. Thêm cái sắc na tử vô cho nó mạch lạc rõ ràng hơn ha. Là tử xong rồi là mới là viên tịch niết bàn. Là mình chỉnh lại chút xíu cho đó ha, để cho nó nắm được cái sự thay đổi chút cho đó. Thầy Phúc có kiến rồi, mời thầy Phúc. Thưa thầy, cái theo như trong sách mà ghi hoặc là bắt đầu hậu kiếp rồi tử rồi tới như thầy nói là tréo rồi bá lý nibbana vô rồi lật nhập niết bàn, thì mình thấy ví dụ như là hậu kiếp xong mà tử rồi tử thì nó sẽ tục sanh hả, mà vô hả có tử thì nó phải tục sanh trở lại. Thành ra người ta có lẽ là cố tình ta ghi về để nhập niết bàn, cái là hậu kiếp xong là nhập niết bàn luôn, không qua tâm tử. Dùng cái tâm tử thì có ý là hạ tha tử là phải có tục sanh, chắc có lẽ là sách gì đó người ta ghi người ta cũng có cái ý đó. Xin hát đây. Này xa thứ. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng cái lộ tâm này, tâm của bậc ha, bậc la hán thì tử là phải niết bàn chứ không có tử mà tục sinh được. Cho nên đây là cái vấn đề mà trong sách người ta cho rằng là hậu kiếp xong là niết bàn, hậu kiếp xong là parinibbana là viên tịch niết bàn. Thì người ta dùng chữ parinibbana là để mà nói lên cái sự tử chấm dứt của một vị a la hán. Thì mình nói theo đúng chứ không có gì sai đó, đó là đúng. Phân tích kỹ theo từng sắc na thì nó lại có vấn đề. Thì ta cho lên chỗ này, chúng tôi muốn thêm chút xíu chỗ này để cho chúng ta hiểu bài một cách rõ ràng hơn, hiểu một cách chính xác ha. Bởi vì sắc na tử nó vẫn là sanh trụ diệt như thường, nó vẫn là vô thường, nó vẫn là thuộc pháp hữu vi. Nhưng mà tử sao là họ chấm dứt luôn, vì những vị đó là chấm dứt ngay chỗ đó luôn, tức là không còn tái sanh lại. Ok, tử. Tử, không biết tử xong rồi tới parinibbana là nhập vô thiền, nhập coi như là viên tịch niết bàn. Parinibbana là viên tịch niết bàn, thì như vậy. Còn nếu mình không đề chữ tử, mình đề chữ parinibbana không cũng được, nhưng mà mình phải ghi chú ghi chú parinibbana, tức là giống như là tử tâm, tử tâm cuối cùng là viên tịch luôn thì cũng được đó. Thì để nhấn mạnh lại cho chúng ta để ý xíu cái này ha, khỏi hiểu lộn xộn này, cũng dễ bị đọc lướt cái mình dính vô cái này kẹt cái này mình nó bị sai xíu. Rồi như vậy quý vị nắm được không, nắm được cái này ha, rồi mình
Ok ha, nắm được hết rồi mình thông qua ha, rồi mình đi cứ theo căn cứ theo cái này đi rồi mình đi tiếp bài cho nó khỏi có bị lộn xộn. Rồi đồng ý không? Đồng ý cho bóng đi. Rồi tiếp. Rồi thống nhất ha, mình thống nhất mà mình sửa chút xíu cái đó thôi, tức là chỉ có sửa chút xíu cho nó mà giữ chút xíu đó, thành ra nó đi một loạt xuống những cái bài, những cái phần sau rồi nó cũng giống nhau hết để cho nó khỏi có lộn xộn. Rồi như vậy là mình học về thứ nhất là có hai lộ, lộ một là tâm thiền số hộ kiếp tử Parinibbana, rồi lộ hai xuống dòng là tâm thiền bất tịnh số tử Parinibbana, tức là không có hộ kiếp. Lộ hai tâm thiền bất tịnh số tử Parinibbana. Tâm thiền bất tịnh số tử Parinibbana, tử ức chế con gái. Rồi xuống dòng người độn căn cũng giống vậy ha, hậu kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn chuẩn bị cận hành những thứ bỏ bực thiền bất tịnh số chấm chấm tử gặp chế con gái Parinibbana, là tử là nhập vô niết bàn luôn á, là viên tịch niết bàn luôn. Đó, như vậy nó thấy sáng ha, cái vấn đề là được sáng tỏ hơn ha. Hồi kiếp rung động dứt dòng cảnh nghi môn chuẩn bị cận hành từng thứ bỏ bực thiền bất tịnh số tử gạch chéo Parinibbana. Rồi đó là người loạn căn. Và người lợi căn bỏ sát na chuẩn bị, người lợi căn hai chấm bỏ sát na chuẩn bị. Rồi đúng rồi ha, rồi đó là hai, là hai loại tâm diễn biến ha. Rồi xuống dòng sát na tâm, sát na tâm sát na tâm thì có bao nhiêu sát na đây quý vị ơi? Alo, sát na tâm có bao nhiêu? Bất định, đúng rồi, sát na tâm là bất định số, sát na tâm bất định số, tại vì thiền bất định số mà, thiền liên tục, sát na tâm bất định số. Rồi, thứ tâm, hai chấm, có mấy đây, thứ tâm có mấy đây, thứ tâm có 14, rồi ghi ra luôn, kháng nghi môn. Tử tâm 14, kháng nghi môn 4, đại hạnh có trí. Bốn đại hạnh dục giới đó, bốn đại hạnh dục giới có trí. Rồi chín thiền hạnh, rồi đúng rồi. Rồi chặn thì mình có hai ha, chặn gì đó là biết là có hai, khai môn và động lực. Người thì chỉ có một người thôi, là bậc tứ quả, bậc A La Hán ha. Cõi thì mình có 26, và cõi vui hữu tâm 26. Rồi thì giờ tổng cộng, giờ tổng số xuống dòng ha, mình ghi tổng số hai chấm, có 36 lộ, có 36 lộ, tổng số có 36 lộ. Hai lộ viên tịch có hộ kiếp
và không hậu kiếp. Hai lộ viên tịch có hậu kiếp và không hậu kiếp. Nhân cho hai hạng người, nhân cho hai hạng người độn căn và lợi căn bằng 4. Nhân hai hạng người độn căn và lợi căn thì bằng 4 lộ. Hai người bằng 4 lộ ha. Rồi nhân cho chín tầng thiền, chín tầng thiền, tính tầng thiền di tác, chín tầng thiền hạnh á, dùng với hạnh đi cho nó gọn ha. Nhân chín tầng thiền hạnh thì 4 nhân 9 thì chúng ta có được 36 lộ tất cả. Rồi như vậy lộ mà nhập niết bàn liên thiền cho có tất cả là 36 lộ, tức là hai lộ cơ bản, hai lộ viên tịch, hai lộ nhập niết bàn liên thiền đó, thì nó có hậu kiếp và không hậu kiếp. Có lộ lộ thì có hậu kiếp, có lộ không có hậu kiếp. Nhân cho hai hạng người, tức là người lợi căn, người độn căn. Nhân cho chín tầng thiền là mình có tất cả là 36 lộ trong cái lộ tâm nhập liên niết bàn liên thiền. Được chưa? Vậy ghi hết nha. Rồi ghi xong cho bông hoa lên nha, rồi mình đi qua tiếp khác. Phần 2 là lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Rồi xong ha, qua số 2. Lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Dòng gặp vào dòng thánh tứ quả phải là bậc có trí già mạnh, phải là bậc có trí già mạnh, phải bậc lợi căn, trí già như vậy, và già dặn á, có trí già mạnh, đọc theo người Bắc là già, trí già mạnh. phải không cô Nhung, già trí già mạnh, già già mạnh. Rồi dòng cạch đầu dòng, khi ấy thời gian rất gấp rút, phải lại phải quán xét chi thiền, khi ấy thời gian gấp rút lại phải quán xét chi thiền. Rồi xuống dòng, an trú vào định nhập làm tịnh chỉ các khổ thọ có nơi thân. An trú vào định nhập làm tịnh chỉ các khổ thọ có nơi thân. Rồi xuống dòng gạch tiếp. Kịp kịp chưa? Alo. Rồi, tới đây Ngân ha, Ngân chút xíu cho chép đi ha.
an trú vào định nhập, làm tịnh chỉ các khổ thọ có lợi thân. Tức là lộ nhập niết bàn phản kháng chi thiền. Chúng ta biết là phải là một vị thánh tứ quả, tức là bậc A-la-hán. Mà bậc tứ quả này phải một vị có trí tuệ thật là già mạnh, và phải là bậc lợi căn nhanh nhẹ thì mới thực hiện được cái phương cách nhập niết bàn phản kháng chi thiền được. Vì lúc đó thời gian rất là gấp rút, rất là nhanh, mà phải quay lại quán sát cái chi thiền nữa, cần phải có một cái trí tuệ rất là già mạnh. Và an trú vào cái định đó, muốn phản kháng chi thiền phải an trú vào định trước, làm tịnh chỉ những cái khổ thọ nơi thân trước, phải làm quay lẹ lắm cái gì này, là bậc trí là phải nhanh nhẹn kinh khiếp đó. Cho nên phải an trú vào định, làm tịnh chỉ cho các khổ thân trong một tích tắc, một thời gian rất là ngắn gọn ha. Họ làm được rất là nhiều chuyện. Rồi xuống dòng ha. Xuất thiền rồi phản kháng chi thiền. Tới đây là phải xuất thiền, nhập vô xong rồi, xong rồi mới xuất thiền ra, rồi phản kháng chi thiền, thêm một cái công việc khác tiếp. Phản kháng chi thiền, xuất thiền rồi phản kháng chi thiền. Cái này là ghê gớm lắm, rất là nhanh khiếp lắm. Rồi xuống dòng. Lộ phản kháng này có hàng trăm hàng ngàn lộ theo thích ứng. Lộ phản kháng này có hàng trăm hàng ngàn lộ theo thích ứng. Tức là lộ phản kháng gì thiền đó, tức là khi mà nhập thiền, nhập định xong đó, xuất thiền ra rồi đó, phản kháng gì thiền, thì cái lộ phản kháng gì thiền này nó không phải một lộ mà rất hàng trăm ngàn lộ, thậm chí hàng mấy chục ngàn lộ. Rất là nhiều lộ phải phản kháng chi thiền, cho nên nó nhanh ghê lắm. Rồi xuống dòng mới lộ cận tử, tức là bắt đầu bây giờ lộ cận tử là lộ cận tử sanh khởi, có sen hộ kiếp hoặc không. Lộ cận tử sanh khởi, sen hộ kiếp hoặc không. Từ đây lộ cận tử rồi có sen hộ kiếp hay là hoặc không ha. Rồi xuống dòng, dứt sát na tử tâm, ở ngoài, dứt sát na tử tâm, vị A-la-hán nhập vô dư niết bàn. Dứt sát na tử tâm, vị A-la-hán nhập vô dư niết bàn. Tới chỗ này chúng ta thấy rõ ràng ha, tức là dứt cái sát na tử tâm, là viên tịch đó, dứt sát na tử tâm, tử tâm sanh trụ diệt, dứt điểm xong á, dứt điểm cái này xong rồi mới nhập vô dư niết bàn. Thì này mới câu này thì là minh chứng cho chúng ta thấy một cái sự rõ ràng ha. Dứt sát na tử tâm, có người ta ghi là dứt sát tâm viên tịch, dứt sát na tử tâm, thì bị A La Hán nhập vô duyên niết bàn. Rõ ràng ha, thấy nó bắt đầu từ từ chúng ta sẽ thấy những cái cách chú giải là ghi những câu rất là rõ ràng ha. Rồi xuống dòng, có hai lỗ, hai chấm, có sen hậu kiếp hoặc không. Có hai lỗ, hai chấm, có sen hậu kiếp hoặc không. Một alo, có gì còn nghe không? Alo, tới đâu rồi? Thì đó ha, ok. Tới đâu rồi, nãy ghi dồn quay lại rồi. Có hai lộ, có sen hậu kiếp hoặc không hậu kiếp. Rồi một lộ thứ nhất, động lực hậu kiếp tử Parinibbana,
động lực hộ kiếp tử Parinibbana. Như đây động lực, động lực hậu kiếp, có hậu kiếp nào, động lực hậu kiếp cộng tử là tử là Parinibbana, được chưa? Động lực xuống dòng a nhập định, a nhập định hai chấm, a nhỏ đó, nhập định chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thiền bất định số, thiền bất định số chấm 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 chấm. Như đây thiền bất định chấm chấm chấm. Rồi B phản kháng chi thiền hai chấm, phản kháng chi thiền phản kháng chi thiền hai chấm, hậu kiếp rung động dứt dòng kháng y môn bảy động lực mở ngoặc sanh hàng trăm ngàn lỗ mở ngoặc lại. Học kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn bảy động lực sanh hàng trăm ngàn lỗ. Sanh hàng trăm ngàn lỗ. Rồi C cận tử, cận tử hai chấm, hậu kiếp rung động dứt dòng kháng ý môn năm động lực, chỗ này ghi rõ ra nha, năm động lực hậu kiếp tử Parinibbana. Rồi đây là lộ cận tử là nó phải là năm động lực, có một số sách chúng tôi thấy ghi bảy, cái này chắc ghi lộn, mình bỏ sửa đàng hoàng. Chuẩn bị hậu kiếp rung động dứt dòng kháng môn năm động lực hậu kiếp tử Parinibbana. Rồi như vậy là đối với một vị a la hán khi mà nhập vô liên thiền, tức là thiền bất định số, là phản kháng chi thiền, tức là những vị này là muốn tịnh chỉ về thân đang thọ khổ, họ nhập liên thiền xong họ phản kháng chi thiền luôn, cái tâm họ nhạy bén là họ mới làm cái vấn đề đó, họ đủ cái trí tuệ mà mình sắc bén quay ra nhìn, giống như mình quay là mình nhìn trước khi mình vĩnh biệt cuộc đời. Còn có vị thì chỉ nhập thiền bất định số thôi, rồi nhập vô niết bàn. Còn có vị tâm tịnh tuệ là nhạy nhạy bén quan sát luôn, rồi quay về quan sát những cái chi thiền đó rồi trước khi họ nhập vào niết bàn. Đó là lý do tại sao là những bậc trí tuệ mà xịt nhạy bén đã làm được, còn những người yếu hơn thì ta làm không nổi. Nhập vô thiền bất định số tịnh chỉ sự khổ thân trong cái niết bàn luôn. Đó là lý do mà chúng ta cần phải biết là được sáng tỏ trong vấn đề này ha. Rồi như vậy cái mà nhập định á, nhập định chủ yếu là nó bất định số là bắt đầu mới nhập định thôi, mới cái lộ nhập định thôi nha quý vị. Khi nhập định xong cái này xong rồi phản kháng chi thiền liền, liên tục phản kháng chi thiền, phản kháng hàng trăm hàng ngàn lộ tâm nó quay về phản kháng với cái những chi tầng thiền, chi thiền vừa mới ba xong lẹ lắm, cái tâm họ lẹ ghê lắm. Khoảng cái rét mà động lực là cái chỉ bảy động lực vậy, là dần lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Cái bảy cái động lực này dùng để quán sát chi thiền, rồi khi quán
quán sát xong họ vô cái lộ cận tử cuối cùng, họ vô lộ cận tử thì lộ cận tử phải là năm động lực cuối cùng chứ không phải là bảy nữa nha. Có một số sách ghi là bảy chứ quý vị cần cẩn thận cái này. À, nhiều khi mình coi đâu ghi bảy cái này mệt à. Tử là năm động lực, hậu kiếp tử là bát bát luôn. À, thì như vậy đó là cái lộ thứ nhất là động lực, hậu kiếp tử có hậu kiếp sang vô. À, rồi số 2 động lực tử bát niết bàn á, thì cũng như cũng giống vậy ha, chuẩn bị tuần thứ bỏ bực thiền bất định số, hậu kiếp lúc động với dòng 7 động lực, hậu kiếp năm động lực tử bát niết bàn á, cũng giống như trên nhưng mà không có cái kiếp. À, không có cái hậu kiếp sang vô, tử là động lực, tử là bà đi bà ná luôn ha, chứ không có động lực hậu kiếp. Bỏ nó giống như tên nhưng mà bỏ hậu kiếp ra, mà muốn ghi ra hết luôn cũng được. Quý vị có thể ghi ra làm cái tài liệu luôn cho rõ ràng ha. Chuẩn bị tuần thứ, chuẩn bị cận hành, không hả, mà ghi cùng cận hành tuần thứ bỏ bực thiền bất định số, ghi giống như đó. À, cần chuẩn bị cận hành những thứ bỏ bực thiền bất định số, rồi phản kháng chư thiền chuẩn bị. À, phản kháng chư thiền là hậu kiếp rung động nhất dòng kháng giới môn 7 động lực, rồi cái kia là cận tử hậu kiếp rung động nhất dòng kháng giới môn 5 động lực, tử bỏ cái hậu kiếp ra. À, tử niết bàn bỏ hậu kiếp ra. Rồi đúng rồi ha, đó rồi vậy là không là mình xác tỏ được vấn đề ha. Rồi bây giờ tới tiếp theo còn đoạn chót của cái này là sát na. Sát na cho mình biết là sáu, như là học rồi ha, sáu sát na. Cái như môn lấy cái lỗ cuối cùng nha, tức là đây sát na ta bắt đầu mình lấy cái lỗ cuối cùng của cái lỗ nhập niết bàn ha. Sát na là có sáu kháng y môn với năm động lực sáu. Mà bắt cái lộ cuối đó, lộ cuối thôi, tính lộ cuối thôi ha. Rồi thứ tâm có năm là kháng y môn, thứ bốn di tác hợp trí. Bốn di tác hợp trí. Rồi chặn chặn thì có hai, kháng y môn động lực. Rồi người thì có một ha, người tứ quả. Cõi thì cũng vậy, có 26. 26 cõi vui hữu tâm. Cõi vui có tâm ha. Rồi. Tổng số, xuống dòng tổng số. Có 48 lộ, 2 chấm. Có 48 lộ. Tám lộ xuống dòng gạch đầu dòng phản kháng sơ thiền hai chấm. Phản kháng là phản kháng rõ ràng ha, phản kháng sơ thiền hai chấm. Có 10 lộ phản kháng thiền, có 10 lộ viên tịch, ghi rõ luôn ha, có 10 lộ viên tịch sanh kế tục lộ phản kháng sơ thiền là hai chấm. Có 10 lộ viên tịch sanh kế tục lộ phản kháng sơ thiền là hai chấm. Lấy năm chi thiền là sơ thiền, có năm chi thiền ha, lấy năm chi thiền dùng để phản kháng, lấy năm chi thiền dùng để phản kháng. Nhân hai hạng người độn căn và lợi căn thì chúng ta có được 10 ha. Năm chi thiền dùng để phản kháng, nhân cho hai hạng người độn căn lợi căn bằng 10.
10 lậu. Tức là sơ thiền là có 10 lậu rồi đó. Lấy năm chi thiền dùng để phản nhân cho hai người độn căn và lợi căn bằng 10 lậu. Rồi ha, rồi xuống dòng gặp vào dòng phản kháng nhị thiền, hai chấm phản kháng nhị thiền. Phản kháng nhị thiền đúng rồi, cái này người độn căn người lợi căn, đây là mình nói chung ha, nhưng mà thật sự đối với cái lộ mà phản kháng mà liên thiền này đó, liên thiền đó, thì trong chú giải thì người ta nói chỉ có người lợi căn mới làm được này đó ha, nhưng mà giờ mình ghi tổng số thì mình cũng ghi ra vậy cho nó rõ ràng, à, cho ghi cho nó đủ vậy thôi. Thật sự là cái này chỉ có người mà trí tuệ già mạnh mới làm được này ha. À, kia nắm được không? Tức là mình ghi tổng số ha, ghi theo cái sách vở ha. Rồi phản kháng nhị thiền chưa? Phản kháng nhị thiền hai chấm. Có 8 lộ. Tám lọ. Cái gì biết sao có tám lọ không? Rồi nó còn có 4 chi thiền thôi. Bỏ tầm thôi, đúng rồi, xa thú có 8 lọ. À, tức là bỏ chi thiền tầm đó ha, ghi là bỏ chi tầm. Giống như trên thôi, nhưng mà bỏ chi tầm thành ra còn có 8. Được chưa? Đúng rồi. Rồi xuống dòng phản kháng tam thiền hai chấm, có 6 lộ. Có 6 lộ. Từ bỏ gì quý vị? Có 6 lộ bỏ gì? Bỏ thành tứ rồi, bỏ tầm tứ luôn ha, là mình còn có 6 lộ thôi. Và phản kháng làm thiền còn 6. Có 6 lộ trừ tầm tứ. Rồi xuống dòng tiếp ha, phản kháng tứ thiền là cho mình biết là có 4 lộ. Đúng lộ. Tại sao 4 đây? Alo. Phản kháng tứ thiền có 4. Còn bởi vì nó có 2 chi thôi, nó còn có 2 chi thôi. Đi lạc định, bỏ thỉ là lạc định, tầm tứ thỉ lạc định ha, bỏ mấy ba kia còn lại lạc định thôi, được chưa? Ghi ra đều là có 4 lộ và có 2 chi lạc và định, bỏ tầm tứ thỉ.
tứ thiền rồi phải không? Rồi giờ tiếp theo phản kháng ngũ thiền, hai chấm. Ngũ thiền, hai chấm ha. Mỗi tầng ngũ thiền có bốn lộ viên tịch. Mỗi tầng ngũ thiền có bốn lộ viên tịch. Sanh kế tục lộ phản kháng chi thiền. Mỗi tầng ngũ thiền có bốn lộ viên tịch. Sanh kế tục lộ phản kháng chi thiền. Mở ngoặc, xả và định. Ngũ thiền thì có xả và định ha. Xả định thì nhân hai người trở thành bốn lộ. Xả và định. Rồi bằng hai chục lộ ha, năm tầng ngũ thiền ha, ra hai chục lộ là ngũ thiền sắc giới với lại bốn cái ngũ thiền vô sắc giới, mỗi giới cũng đưa vô ngũ thiền luôn ha. Thì như vậy có năm tầng ngũ thiền thành ra hai chục lộ, hai chục lộ. Tổng cộng có 48 tâm, có tổng cộng có 48 tâm lộ viên tịch phản kháng chi thiền. Tổng cộng có 48 tâm lộ viên tịch phản kháng chi thiền. Nằm như 42 lộ đúng rồi đó. Rồi như vậy mình có 48 tâm lộ viên tịch phản kháng chi thiền, nói chung chung ha. Còn có một số mình nếu mình học chi tiết rồi mình bỏ bớt ra ha. Rồi như vậy có 48 tâm lộ viên tịch phản kháng chi thiền, như vậy là mình dứt điểm xong cái phần tâm nhập niết bàn phản kháng chi thiền. Rồi tới đây là đúng ha, tới đây là thôi gần ha. Và hôm nay mình đã làm được sáng tỏ vấn đề một cách rõ ràng hơn. À, cho chúng ta nắm được cái pháp một cách chính xác ha, không có lẫn lộn. Rồi như vậy là quý vị xa thú không, xa thú hôm nay mình học lại bài này được rõ ràng không? Alo cho biết đi. À, chánh tâm có câu hỏi ha. Ok mời chánh tâm nha. Dạ, yeah, con kính chào thầy Kinh. À, con có hai câu hỏi. À, bây giờ con hỏi câu hỏi thứ nhất là thưa thầy, lúc mà cái người mà nếu mà họ đã có nhập thiền, họ có biết họ có sơ trong thời Bình Nhật họ có đắc thiền, sơ thiền hay nhị thiền. Nếu mà lúc mà cận tử họ sắp chết á, họ có cần thiết phải nhập thiền không? Nếu mà cái người mình bệnh quá nặng thì họ không thể nhập, chỉ gần chết thì cái một cái sát na thì cũng biết là nó rất nhanh, nhưng mà lúc họ nằm, họ không có ngồi mà họ nằm thôi, để nằm trên cái giường bệnh thì họ không thể nhập thiền được, vì đa số là ngồi thiền thì có thể nhập nó dễ hơn là nằm để nhập thiền. Thì ý con muốn hỏi là nếu mà cái người mà người gần chết á, họ không có hoại thiền nhưng mà họ không có nhập thiền được thì họ không có thể về cái cõi mà họ đắc trong cái thời Bình Nhật, phải không thầy? Dạ, xin thầy giải thích đó cho con biết về cái câu hỏi thứ nhất. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, sao đó. À, một người mà nhập thiền đã đắc thiền đó quý vị. À, ví dụ như giờ chánh tâm lên tôi tập thiền trong thời Bình Nhật tôi mà đắc được sơ thiền. Đắc sơ thiền xong đâu phải đắc không thôi đâu. Đắc sơ thiền xong rồi họ mới nhập sức liên tục ha, làm cho thiền nó trở thành thuần thục nhu nhuyễn dễ sử dụng. À, lúc nào họ nhập là họ nhập, lúc đó họ nhập bao nhiêu ngày là họ nhập thiền cách thuần thục. Đối với họ, đối với thiền giống như là giống như võ tay nghề tới mức độ mà thuần thục ha, cao siêu ha. Thành ra đối với họ thì khi giờ bút cận tử dù có bệnh có gì nằm yên đó, họ nhập cái một, nó là một cái thường thân cái duyên thôi, là một thói quen, một cái nghề của ta, là một chuyên nghiệp. À, nếu giờ phút cuối cùng mà không thì hoại thiền thì họ nhập một cái một, bệnh hoạn không có ăn thua gì với những người đó.
Tại vì đó giờ cái đó là chuyên môn ha, quen có sự thuần thục rồi, giống như mình đã thuần thục cái gì rồi thì nó không còn có trở ngại gì hết. Cho nên đối với những vị mà đã đắc thiền và đã từng luyện thì đã từng nhập xuất thiền một cách thuần thục như vậy thì với họ thì giờ nào họ nhập giờ nào giờ nha, bởi vì cái tâm họ là họ nắm trong trong cái khả năng họ kiểm soát là rất là dễ dàng trong cái này đó, là mình cũng đừng lo. Chỉ của mình á, mình giờ mình tập thiền này kia, nhưng mà tới giờ phút lâm chung mình bị bệnh này kia, mình nằm xuống đó nó giật mình á, thì đó mình nó te tua thôi, chứ những vị mà đã từng mà nhập xuất thiền đối họ thì không có gì, còn mình thì thê thảm ha, mình giờ đó nguy hiểm lắm. Giờ đó nếu mà cái giới hạnh mình không trong sạch mà cái năng lực về tu tập của mình yếu kém thì những ác pháp nó sanh khởi rất là dễ dàng, đau đớn sân hận tức tối rồi tiếc nuối tài sản, tiếc nuối gia đình vợ con, hàng tỷ thứ trong đời nó hiện lên giờ phút đó, thì mình chỉ có nước là giảng tuồng thôi. Còn đối với bậc thiền thì chánh tâm đừng lo, mình ráng sao mình tu tập đắc được thiền đi, đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, xong rồi nhập xuất liên tục trở thành thuần thục, những pháp thuần thục thì tốt đẹp thôi, không có gì sợ chết không thôi hết. Rồi, đó là câu thứ nhất và câu thứ hai đi. Dạ, sa thú thầy. Con có vừa rồi con coi bài lại thì con có cái thắc mắc này con đến hỏi thầy, nhưng lúc có thể là thầy nói trời ơi học rồi mà còn không nhớ nữa, nhưng mà con cũng thắc mắc, con muốn hỏi thầy cái 18 cái tâm vô nhân thầy. Thì con có coi lại thì con thấy trong cái tâm mà về quả thiện, về 18 tâm vô nhân ấy, về cái tâm quan sát thọ thọ xả đó, thì nó có quan sát thọ hỷ. Thì con hiểu là tại vì nếu mà có cảnh tốt á thì nó sẽ có cái tâm mà quan sát thọ hỷ về làm việc lại na cảnh. Nhưng con có một cái câu hỏi này, tại sao cái tâm quả bất thiện đó, nó có quan sát thọ xả mà nó là gặp cảnh xấu, tại sao nó không có thọ u trong đó, quan sát thọ u, mà trong thi quả thiện đó, thì có thọ hỷ. Thì trong cái tâm mà quan sát thọ xả quả bất thiện đó, nó lại không có một cái gọi là tâm quan sát thọ u ở trong đó. Nên xin thầy giải thích tới cho con cảm ơn thầy ạ. Rồi sao hữu này thắc mắc rắc rối thì đối với cái quả bất thiện á, thì mình biết là khi ví dụ như giờ mình lãnh một cái quả bất thiện thì mắt thấy tai nghe này, ha, những cái quả bất thiện thì tới cái tiếp thâu cảnh quan sát cảnh đó, thì những cái nó đi theo cái chiều hướng của nó, thì khi mà thân thức thọ khổ cũng vậy, ví dụ mình bị thân khổ nhưng mà tiếp thâu quan sát nó vẫn là thọ xả, nó không thể là thọ u được, mà thọ u bởi chỉ có mặt trong tâm sân, tức là chỉ trong cái tâm mà động lực thôi, chứ nó động lực sân thôi, chứ nó không có phải là thọ u có thể sanh vô trong cái tâm quan sát này tiếp thâu được, nó chỉ là cái phản ứng tâm lý nó đi như vậy thôi, chứ nó không có thể mà sanh cái thọ u ngay lúc đó được. Cho nên mình thấy là khác đó. Còn đối với cái quan sát thọ hỷ là bởi vì đối với cái tâm thiện nó khác, tức là cảnh thiện phước báo nó trổ, có những cái phước thiện nó quá mạnh, nó quá đẹp, nó quá tốt, chẳng hạn mình được thấy sự giàu sang vinh hiển thì lúc đó cái quan sát thọ xả nó không đủ, nó cần phải có cái quan sát thọ hỷ để nó quan hỷ với cái cảnh đó, nó khác. Còn cái nỗi khổ thì nó trong cái gì đó quả bất thiện thì nó không cần, thì tới thọ xả thôi, chứ không có bước qua thọ u được. Thọ u là nó lên tới tâm sân rồi, thì cái đó phải qua cái động lực nó mới có chuyện đó. Cho nên đó nó là một cái phần sự, giống như là mình một cái người nào đó đến rồi tiếp nhận người đó vô rồi đưa người đó quan sát người đó thôi, làm phần sự bình thường thôi, không có gì mà chứ nó mà u cái nữa là mình tiêu luôn có thêm cái quan sát là u luôn, chắc cái chắc là mình theo thúi luôn. Vấn đề vậy ha, nó làm việc cách bình thường máy móc như thế. Rồi bây giờ phần chót mình có vài câu hỏi vấn đáp phải không?
Thầy mang quý vị đều ghi câu số 1 dẫn đáp cuối năm cho quan hỷ cuối năm ha. Câu số 1: tâm tham có mặt nơi nào thì tâm si có mặt nơi đó phải chăng? Tâm tham có mặt nơi nào thì tâm si có mặt nơi đó phải chăng? Hay tâm si có mặt nơi nào thì tâm tham có mặt nơi đó? Chấm hỏi. Tâm tham có mặt nơi nào thì tâm si có mặt nơi đó phải chăng? Hay tâm si có mặt nơi nào thì tâm tham có mặt nơi đó? Tâm tham có mặt nơi nào thì tâm si có mặt nơi đó? Hay tâm si có mặt nơi đó? Rồi, đầu hỏi chúng chính xác đó. Rồi, mời quý vị thay phiên nhau lên trả lời đố vui có thưởng nha. Có thưởng là bông hồng rồi y xèo ha, hoặc là ăn vịt lộn nào ha. Rồi, mời quý vị. Dạ, con thưa thầy. Dạ, câu 1: tâm tham có mặt nơi nào thì tâm si có mặt nơi đó phải chăng? Hay tâm si có mặt nơi nào thì tâm tham có mặt nơi đó? Dạ, con hồi nãy con có ghi là vế 1 đúng, vế 2 chưa chắc, nhưng mà con thấy con sai rồi ạ. Dạ, ở một nơi thì chỉ có một tâm thôi ạ, hoặc là tâm tham hoặc là tâm si. Còn hồi nãy con hiểu nhầm, đó là tâm sở. Tâm tham có mặt thì tâm si không thể có mặt. Mà là tâm sở. Đó là ý con thưa thầy. Dạ, con kính thưa thầy. Tâm tham có mặt nơi nào thì tâm si có mặt nơi đó phải không? Đúng. Thì tâm tham nó phải khi có tâm tham thì có si phải có mặt ở đó. Là đúng, không có sai. Nhưng mà hỏi tâm si có mặt nơi nào thì tâm tham có mặt nơi đó thì chưa chắc, không đúng, chưa chắc được. Tại vì tham si, quên, si là si là nó không, nhiều lúc nó không biết là nó tham hay là nó sân, nó là ba phải. Khi nó có thể đi với tham, mà khi nó có thể đi với sân, hay là khi nó đi chính nó, chứ nó không cần nhất thiết là si nó phải có tham. Bởi vậy, nhưng tham thì phải đi với si, là chắc đúng như vậy. Dạ, đó là con, câu trả lời của con. Dạ, con xin xuống bích ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, con cũng thử rồi, con có bị ăn hộp dịch không? Dạ, nếu mà nói về cái tâm tham không á, thưa thầy, thì ta thấy tâm tham á, nó có, nếu mà có tâm tham sanh khởi thì người đó nó có ba cái tâm tham, tâm sở tham, tham tà kiến ngã mạn, thì đó là cái chi pháp con thấy trong bản nêu chi pháp. Nhưng mà cái do cái gốc, cái nhân nào mà nó có cái tâm tham này á, thì phải là si. Thì con, đó là cái phần con nghĩ. Còn nếu mình chỉ nói tâm tham không á, thì chỉ có thấy tâm tham, tà kiến, ngã mạn là ba cái tâm sở. Nhưng mà nếu mà nói về cái nhân để tạo ra được cái tâm tham đó, thì cái gốc của nó là gốc si. Thành ra câu hỏi của thầy nó trích
kỳ quá con cũng trả lời theo kiểu của thầy đi ra. Còn nếu mà nói tâm si có mặt nơi nào thì tâm tham có mặt nơi đó, nó cũng là đúng. Nếu như khi có tâm tham thì cái nhân của cái tâm tham chính là cái tâm si. Dạ con hết, con không biết con có ăn khúc dịch không mà con trao mic lại. Dạ kính thưa thầy, dạ con xin được trả lời ạ. Dạ nếu mà nói là tâm tham có mặt nơi nào thì tâm si có mặt nơi đó thì là không đúng, tại vì tâm thì nó chỉ có một, nhưng mà nếu mà tâm tham á, thì có sở hữu si, tại vì tâm bất thiện nào nó cũng có bốn cái sở hữu si phần, là nó có si, vô tàm, vô úy, điều cử thì nó có mặt, nhưng mà nói tâm si có mặt thì không đúng. Còn tâm si có mặt nơi nào thì tâm tham có mặt nơi đó thì cũng không đúng luôn. Tại vì khi mà tâm si nó có mặt, nó chỉ phối hợp được với lại bốn sở hữu si, với lại cái sở hữu si hoài nghi thôi, chứ nó không có sở hữu tham ở đó. Dạ con xin hết ạ. À, alo. Chắc hết ai nè. Rồi, post câu hỏi lại Triệu ơi. Post câu hỏi lại đi. Rồi. Tâm tham có mặt nơi nào thì tâm si có mặt nơi đó phải chăng? Tâm tham có mấy tâm tham có mấy tâm tham cái gì? Tâm tham có mấy tâm tham? 8. Rồi. Tâm si có mấy tâm si? Si 2 em si. Tâm tham tâm si có mắc mới gì đâu. Tâm tham là tâm tham, tâm si là tâm si, chứ có mắc mới gì đâu. Hai cái này đâu có dính dáng gì. Đúng chưa? Rồi, hay tâm si có mặt nơi nào thì tâm tham có mặt nơi đó. Tâm si gì tâm si, tâm tham chứ đâu bắt mới đâu. Chừng nào ta nói căn tham mới tính vấn đề ha. Chừng nào nói tâm tham có mặt nơi nào thì căn si có mặt nơi đó thì mình mới tính ha. Căn si là nhân á, nhân thì có mặt là lúc đó mới kêu là căn nhân á. À, thì mới được. Hoặc là căn si có mặt nơi nào thì tâm tham có mặt nơi đó thì cũng tùy theo ha. Thì nói chuyện căn vô nó là vấn đề nó khác. À, cho nên vấn đề này mình đã để ý xíu. Cho nên đây là Kim Dung á, thì nói ok, có tâm sở thì vô là thì cũng cũng tạm tạm đúng, cũng được 5 điểm. Chánh tâm thì sai rồi, chánh tâm thì sai bét luôn. Chánh tâm thì ăn hai cái ông dịch. Hà thì nói cũng ok, cũng 5 năm ha, cũng chưa rõ ràng nhưng mà cũng được. Cho 5 điểm. Thiên Hữu thì cũng được, cũng nói cũng gần rõ ràng ha, cũng được 5 điểm. Rồi xa tha thứ có chánh tâm rồi đặt nha, chánh tâm là ăn vịt lộn rồi. Rồi câu một, rồi giờ câu hai. Câu hai, tâm tham có mặt thì tà kiến có mặt, hay tà kiến có mặt thì tâm tham có mặt? Tâm tham có mặt thì tà kiến có mặt, hay tà kiến có mặt thì tâm tham có mặt? Rồi, đó là câu số 2. Rồi, quý vị là nói nha, mời nha.
Dạ, dạ thưa thầy, con chưa ai lên nên con lên con trả lời đầu hay bị sai ạ. Dạ thưa thầy, tâm tham có mặt thì tà kiến có mặt, hay tà kiến có mặt thì tâm tham có mặt? Thì nó có hai vế, tâm tham có mặt thì tà kiến có mặt. Cái vế thứ nhất thì chưa chắc, vì trong tâm tham mình có hai loại tâm tham, là tâm tham đơn thuần và tâm tham tà kiến. Thì trong cái tâm tham tà kiến thì chắc là có tà kiến. Còn cái tâm tham đơn thuần thì có khi nó là tham đơn thuần, nó có khi nó là ngã mạn. Do đó tâm tham có mặt thì tà kiến có mặt, chưa chắc, là cái vế đầu thì chưa chắc. Nhưng vế thứ hai là tà kiến có mặt thì tâm tham có mặt, thì cái này chắc, tại vì nó là tâm tham tà kiến, tức là trong đó vừa là tâm tham có tà kiến. Dạ, đó là ý con xin hết ạ. Dạ, Nam Mô Phật Thầy. Dạ, con tiếp chị Nhung. Dạ, con cũng nghĩ như vậy. Dạ, trong tâm tham con thấy có 8, mà 4 cái tâm tham đầu là ly tà, mà 4 cái tâm tham sau là hợp tà. Thì cái tâm tham nào là ly tà thì nó không có tà kiến, mà tâm tham nào mà nó hợp tà thì nó có tà kiến đi cùng với nó. Thì trong cái tham phần cũng thấy có tham tà kiến ngã mạn, thì 4 cái đầu thưa thầy thì không có tà kiến, mà 4 sau thì có ngã mạn và có tham trong đó. Dạ, thành ra con cũng xin trả lời phần đó. Dạ, con xin cho mất cho vị kết thúc. Ơi, xa thú, xa thú ha. Nội dung ha, rồi đúng chính xác ha. Tâm tham có mặt thì tà kiến có mặt. Mày tùy vậy nha, tâm tham tà kiến mới có tà kiến, còn tâm tham ly tà thì không có tà kiến. Đúng chưa? Thì câu thứ nhất là nó tùy theo. Rồi câu thứ hai là tà kiến có mặt thì tâm tham có mặt. Thì cái này chắc chắn á. Đấy, có tà kiến sanh khởi là nó luôn luôn có mặt trong tâm tham. Cho nên tà kiến có mặt thì tâm tham có mặt. Đó là cô Nhung cô Hà 10 điểm, lượt 10 điểm. 10 điểm này là tốt, năm nay hơn nữa. Rồi câu cuối cùng, câu số 3. Phóng vật xuất hiện thì tham cũng xuất hiện, hay tham xuất hiện thì phóng vật cũng xuất hiện? Phóng vật xuất hiện thì tham cũng xuất hiện, hay tham xuất hiện thì phóng vật cũng xuất hiện? Rồi, phóng vật xuất hiện thì tham xuất hiện, hay tham xuất hiện thì phóng vật cũng xuất hiện. Rồi mời quý vị, làm dễ quá ha, con này dễ ạt, lấy 10 điểm cái một. Rồi con xin phong trước luôn. Dạ thưa thầy, phóng vật xuất hiện thì tâm tham xuất hiện. Khi này thầy nói xuất hiện thì bên đây cũng có nhân như quả, thì con cũng theo cái câu hỏi của thầy, hễ có phóng vật khi là thất niệm thì đa phần cái đó là cái nhân để tạo ra chuyện bất tiện, thì đa phần nó là như vậy thưa thầy. Nếu phóng vật thì thường mình phóng vật thất niệm thì thường tất cả những cái tâm bất thiện nó sanh khởi, thì dĩ nhiên sẽ có tâm tham sanh khởi. Nhưng mà con hiểu đây, nếu mà xuất hiện là nhân và quả. Còn nếu mà cái câu hai là nếu mà tâm tham xuất hiện thì phóng vật cũng xuất hiện. Tâm tham xuất hiện. Dạ, cái này cũng đúng luôn thưa thầy. Nếu nói vậy thì tâm tham là cái nhân, thì cái tâm tham là nhân, vì do có tâm tham thì đúng là mình cũng có bởi vì mình có cái phóng vật nên cũng có tâm tham xuất hiện. Dạ, cái đó là ý con hiểu. Dạ, con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ thưa thầy, câu 3, phóng dật xuất hiện thì tham xuất hiện, hay tham xuất hiện thì phóng dật cũng xuất hiện? Dạ theo con thì câu này chưa được rõ lắm. Thầy muốn hỏi là về tâm hay là về tâm sở? Tại vì nói về
tâm thì phóng dật nó là thuộc về là tâm si, phóng dật si điệu cử, và nó cũng có là tâm sở phóng dật trong cái si phần, trong cái si phần là sở hữu bất thiện biến hành. Còn tâm tham thì nó cũng là tâm tham thì nó có 8 tâm tham, và nó cũng là tâm sở tham trong cái sở hữu tham phần. Thì nếu mà nói về tâm thì trong, nếu mà nói về tâm thì tâm tham thì nó có tâm sở phóng dật. Còn nếu mà nói về sở hữu phóng dật không thì nó sẽ đi hết với 12 tâm, tại vì thầy nói chưa rõ cái chỗ này là tâm hay là tâm sở. Còn riêng đối đó là tâm tham thì có tâm sở phóng dật. Mà tâm sở phóng dật xuất hiện thì chưa chắc nó là có tâm tham. Còn riêng đối với tâm si phóng dật thì khi nó có tâm si phóng dật thì nó không, nó chỉ đi với cái bốn cái tâm sở, bốn cái tâm sở si phần là bất thiện biến hành, chứ nó cũng không có liên quan gì đến với tâm tham. Dạ thưa thầy, đó là ý của con ạ. Dạ, yeah. Con xin câu hỏi. Nãy con hơi dội nên không hiểu không để ý cái vụ mà cái nhân cái căn, nên con trả lời nó sai bét. Nhưng bây giờ con lấy lại nha, bây giờ về kỹ rồi, bây giờ không lấy chứng hai chứng nữa đâu nha. Thì con sẽ nói, thầy hỏi phóng dật xuất hiện thì tham xuất hiện. Ok, cái này là thầy hỏi là trước kỳ tham, mà phải tâm tham hay là tham ha? Phóng dật xuất hiện thì tham xuất hiện, hay tham xuất hiện thì phóng dật cũng xuất hiện. Mà cái này thầy cũng không có nói tâm luôn, mà cái này nè thầy nói tham. Cái này là con đọc kỹ rồi ha. Thì theo nếu mà con nhìn trong cái chi pháp, trong này á, nếu mà phóng dật xuất hiện thì tham xuất hiện. Thì nếu mà nói về bên chi pháp sở hữu tâm á, thì đương nhiên khi mà phóng dật xuất hiện thì tham nó sẽ có mặt. Nếu mà nói về chi pháp thì nó có đủ 12 cái tâm. Nếu nói về chi pháp. Còn nếu mà nói về mà tham xuất hiện thì phóng dật cũng xuất hiện thì không đúng. Nếu mà về nói tham á, thì tham á, thì nó khi nó tham thì nó không có phóng dật. Tại vì nó tham, nó chỉ có về tham tà kiến hay ngã mạn thôi. Thì nếu mà nói về chi pháp thì tham thì nó sẽ không có bên nó không có phóng dật. Mà nếu mà nói về phóng dật thì tham nó sẽ có mặt. Dạ, yeah. Đó là câu trả lời của con. Con xin xuống mic. Ba Phúc xin trả lời câu hỏi số 3. Ở đây thì trong câu hỏi này thì phóng dật và tham, đây là những cái gọi là sở hữu tâm. Phóng dật nó nằm trong cái si phần, tức là si vô tàm vô úy phóng dật. Thì tham thì nó nằm trong cái tham tà kiến ngã mạn. Chung là đây là những tâm sở, mà hai tâm sở này không có dính dáng gì nhau hết. Thành ra đây câu hỏi này là hai tâm sở không có dính dáng gì hết, nó chỉ là những tâm sở thôi, những cái si phần và tham phần thôi, nó không có dính dáng gì nhau đâu. Mà phóng dật xuất hiện thì tham xuất hiện, thì đây là cái lối chơi chữ này, xin đừng nói vậy. Dạ, thưa thầy, con xin trả lời ạ. Dạ, cái này thì giống như cái câu ở trên là tâm phóng dật với tâm tham nó không có dính dáng gì hết. Tâm phóng dật xuất hiện thì tâm tham không xuất hiện. Còn tâm tham xuất hiện thì phóng dật không xuất hiện. Nhưng mà nếu mà nói căn á, thì phóng dật, sở hữu phóng dật nó xuất hiện á, thì nó có tham xuất hiện.
Nhưng mà tâm tham xuất hiện mà nó có khi nó có sở hữu, nó có sở hữu phóng dật. Nhưng mà sở hữu phóng dật xuất hiện thì nó có thể xuất hiện với lại tâm tham, có thể xuất hiện với tâm sân à. Dạ con xin hết. Rồi, dạ con xin bổ túc. Dạ, thế này giống như câu số 1 thầy tricky quá. Thầy, vậy thì con xin nói lại. Dạ, nếu mà trong cái tâm trong phóng dật á, thì lấy là si phóng dật thì dĩ nhiên nó có tâm sở phóng dật đi theo cùng. Nó mang, nó không liên quan dính líu khi mình chỉ nói về cái tâm phóng dật mà thầy, cái câu hỏi của thầy thôi. Còn tâm tham thì nó đi với cái tham phần thì nó cũng dính quan dính líu, nhưng mà giống như Thiện Vũ vừa mới nói là nếu mà nói về căn á, thì gốc của căn á, của tâm tham là si, nhưng mà cái này thầy hình như thầy không có nói gốc căn gì hết, thì thầy chỉ nói phóng dật với tâm tham thì nó không liên quan dính líu. Dạ con xin trả lời như vậy. Rồi, alo. Con học dịch lúc trước nhớ học dịch có hình mà sao giờ tìm quản thấy học dịch có hình rõ ràng giờ nó mất tiêu rồi. Bán hết rồi, chắc bán hết học dịch rồi. Rồi, boss câu hỏi lên nha, boss câu hỏi là bán hết rồi. Như con nhung đưa hơi đen thùi lên đây là học dịch bắp thảo. Học dịch bắp thảo. Rồi, phóng dật xuất hiện thì tham xuất hiện, hay tham xuất hiện thì phóng dật cũng xuất hiện. Bây giờ phóng dật xuất hiện thì tham xuất hiện, bây giờ mình nói tâm hay tâm sở gì cũng vậy đó nha. Bây giờ phóng dật xuất hiện, giờ nếu đó là tâm, phóng dật xuất hiện thì tham xuất hiện, đúng hay sai? Nếu nói về tâm, sai, đúng rồi, phóng vật, lúc xin phóng vật, tham mắc mới là sai. Bây giờ nếu nói tâm sở, tâm sở phóng vật xuất hiện thì tham xuất hiện, đúng hay sai? Ông Kiều chưa chắc. Ai nữa? Chưa đúng hoàn toàn. Chưa chắc, đúng rồi. Chưa đâu có chắc tâm sở phóng vật, tâm si phóng vật, tâm sở phóng vật kìa. Nó xuất hiện, nó trong tâm sân nó cũng có, trong tâm si nó cũng có, trong tâm tham nó cũng có. À, thật ra câu này là phải nói rằng là chưa chắc này nha. Phóng vật nếu nói về tâm sở thì chưa chắc. À, nó xuất hiện trong tâm sân nó cũng có vậy, nó nằm trong tâm sở tiến hành mà. Tâm si vô tàm quý phóng vật. Ừ, nó có mặt trong tham, có trong sân, có trong si, có đầy đủ không? Rồi, câu một là thông qua được chưa? Cái câu vế đầu thông được chưa? Rồi ha. Rồi, câu sau. Tâm tham xuất hiện thì tham xuất hiện thì phóng dật xuất hiện. Tham xuất hiện thì phóng dật xuất hiện. Giờ nếu nói về tâm, tham xuất hiện thì phóng dật xuất hiện, đúng hay sai? Tâm là sai, đâu có đúng được, tham xuất hiện tham chứ sao, phóng vật mắc mới là sai rồi. Giờ nếu nói về tâm sở, tham xuất hiện
thì tâm sở phóng vật xuất hiện, đúng hay sai? Thiên hữu sai, tâm điều đúng, Hồng Nhung đúng, à đúng sai. Châu Nguyễn là em ru nãy giờ ngọc trả lời, nó học hành nghĩa gì đâu, mất tiêu rồi, trốn mất rồi. À sai, chánh tâm sai. Tâm sở tham xuất hiện, tâm sở tham khi nó xuất hiện nó có mặt trong tâm gì quý vị? Tâm sở tham có mặt trong tâm gì? Gì Long Triều tới 12 tâm tham dữ. Tâm sở tham xuất hiện trong 10, trong 8 tâm tham, đúng rồi. Mà 8 tâm tham có mặt thì phóng vật, tâm sở phóng vật có mặt không? 8 tâm tham có mặt thì tâm sở phóng vật có mặt không? Có, đi vậy như vậy thì cái vế thứ hai là đúng chứ đâu, vế thứ hai đâu có đặt được. Để tâm sở tham có mặt thì tâm sở phóng vật có mặt. Nhưng mà nếu mà tâm tham có mặt thì tâm phóng vật có mặt rồi đặt. À, như vậy là tâm về cái vế hai thì tâm sở thì đúng. À, như vậy là cái câu hỏi cho chúng ta biết cái đầu và vế đầu với thứ hai một cách rõ ràng ha. Tâm sở gì vậy? Câu hỏi thấy dễ mà khó không vậy ha? Dễ mà tricky. Rõ gì đó đó thì vậy mới đố tâm sở luôn, cả hai luôn. Nếu nói tâm cũng gì, nó nói tâm là khác, mà nói tâm sở là khác, thì mình phải lên mình giải thích cách rõ ràng. Động não phát sanh trí tuệ. Rồi hôm nay mình có được ba câu đố vui, câu số 3 ăn trứng nhiều nhất ha. Câu 1, 2 thì còn có 5 năm, câu số 3 ăn trứng nhiều quá. Rồi nay bữa học này là tạm nghỉ để chúng ta ăn Tết mấy tuần ha. Sau khi Tết mà học lại, không biết hỏi Long Triều nó thông báo lên đi. À, do phước báo hôm nay chúng ta học này, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lo sắc đẹp, an vui sức mạnh và sống cái trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nhà cả thấy. Ba bồ tát sáp ba măng gạt lăng rắc khăn tu sáp ba đề bồ tát sáp ba bồ tát pha ve na sa la sa ti pha văn tu te. Ba bồ tát sáp ba măng gạt lăng rắc ba đề bồ tát sáp ba tham ma lu pha ve na sa la sa ti pha văn tu te. Ba bồ tát sáp ba gạt lăng rắc khăn tu sáp ba đề bồ tát sáp ba sang kha lu pha ve na sa la sa ti pha văn tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các loại thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. À, 28 học lại hả? Em nghỉ mấy tuần nữa cho nào thông báo cho rõ ràng điều để cho mấy em. Em cũng nhắc quý vị nha, mấy quý vị nào mà đã biết câu hỏi này rồi đó, đã có câu hỏi này rồi đó, biết cái câu giải đáp rồi đó. À, khi mà qua những room khác á, có đưa câu hỏi này lên lại đó ha. Thì đừng lên nói nha, đừng lên nhắc, để cho mấy người khác người ta trả lời. Còn mình biết là thôi mình đem nha. À, chứ mình nói bể dĩa. Mỗi lần soạn câu hỏi cũng nhức đầu lắm, câu hỏi mất thời gian suy nghĩ rồi cho nó hợp với cái bài học cái gì. Nên qua room khác thì im nha, biết rồi im giữ bí mật nha. Rồi, chúc tất cả quý vị có một mùa xuân và an vui hạnh phúc. Xem thì làm biết hết rồi cũng vậy không. Đúng rồi. Thôi bí mật không được, mật bí luôn, hỏi khác làm còn khác. Rồi, chúc tất cả quý vị có một mùa xuân tân hợi, luôn được an vui hạnh phúc và sống thành tựu trong những cái ước nguyện của mình mong muốn ha.
do phước báo mà chúng ta đã học hôm nay, tất cả đều đem đến chúng ta được sự an lạc, hạnh phúc kiếp này và những kiếp tới. Xin mời MC. Xin mời cả lớp cùng đọc hồi hướng sau khi nghe Phật. Bát Di Đà Na Na Ga Thật Ya Ra Ra Ta Sanh Di Vi Na Ra Ra Chi Ni Tu Ve Ta Ye Bồ Tát Ta Ye Ta Ha Hình Ta Ha Ta Ra Ra Ta Ma Na Ta Wan Tu Chi Ta Sanh Tình Ta Loan Đề Ta Vi Na Ra Man Ta Ye Sa tu sa.